chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện nào của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game kinh dị Sazon S Day D ngày 13, tức là thứ sáu ngày 13 các bạn. Xét hoặc các bạn có thể gọi là xét nhân thứ sáu ngày 13. Ok, chúng ta sẽ vào game nha. Ok, vậy chúng ta thấy là nó khá nhiều chiêu ấy. Xác nhận kìa. Không thấy nó nhìn được hết chưa phải. Ok, mình đã quay trở lại đây. Tại quảng cáo rồi. What the fuck? Hồi sát nhận thấy ghê. Nhìn cái mặt thôi. Ok, chúng ta sẽ chơi lại nha. Chơi đi nè. Để sao đây. Ok, giờ mình nói chơi lại đây. Thì chiếc xe này cần sửa xe nha các bạn. Đi nè. Chạy đi nhỏ lên. Em nhớ mày cung nhé mà. Thôi anh ơi. Thôi rồi. Trời, cái gì mà ba bốn con sát nhân vậy má. Thôi chơi. Mẹ nó hiếp cái chết quá. Chạy.
Chán quá rồi. Vậy má nói à.